Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình nhá. Tiếp tục series thèm mà không được ăn thì hôm nay chúng tôi sẽ ăn mì tôm trứng nhá các bạn nhá. Nhưng mà hôm nay sẽ quay về cái thời kỳ ban đầu các bạn ơi. Hôm nay chỉ một người thắng được ăn thôi, còn ba người kia phải nhìn phải phục vụ nhá các bạn nhá. Thì chúng tôi sẽ chơi 10 tập liên tiếp và chơi 10 cái chơi 5 cái trò chơi là không thay đổi đi thay đổi lại ấy các bạn. Vì chơi đồng đội kia cứ người này bảo gánh người kia bảo gánh người này, thì hôm nay chúng tôi sẽ chơi riêng lẻ, chơi 10 tập liền, chơi với 5 trò giống nhau y đúc, xem thằng nào thắng nhiều nhất trong 10 tập đấy sẽ là thằng đẳng cấp nhất nhá các bạn nhá. Như vậy là Côn đã chính thức bỏ kia rồi, chắc là gánh Hiếu mỏi lưng quá. Dạ là chơi riêng gì lẻ rồi. Cái này khả năng tôi chỉ cần thắng 6 tập là tôi ăn rồi, nhưng khả năng hôm nay là tập đầu tiên là tôi ăn luôn các bạn nhá. Các bạn ơi, chơi cái kia thì thực ra chả ai cánh ai đều thôi, bây giờ tỷ số vẫn là đều thôi các bạn ơi. Chả ai cánh ai được các bạn ơi. Thì không nói nhiều, hôm nay tôi chỉ sợ ngọt thôi, những trò này ngọt rốt lắm các bạn ơi. Múc. Các bạn ơi, xin người đẳng cấp thì ta không nên nói gì các bạn ơi, thì cứ vào thực chiến thôi các bạn ơi. Thì hôm nay tôi sẽ nhất nhé các bạn nhé, không nói nhiều. Rồi các bạn ơi, không nói nhiều, trong 10 tập này tất nhiên là tôi sẽ thắng nhiều nhất các bạn ơi. 5 trò chúng tôi chơi trong 10 tập đấy, đầu tiên là các bạn ơi, phi tiêu là, hai là lật chai nước, ba là phi lon, bốn là tung cái vòng nhỏ vào kia, năm là lém bóng rổ nhá. Cho biết trò trước luôn. Thì tập đầu tiên không nói nhiều nữa, thì bây giờ chúng tôi sẽ vào trò đầu tiên nữa. Mỗi người sẽ có một phi tiêu, ai nhiều điểm sẽ là người chiến thắng nhá. Thì tôi luôn luôn là người mạnh, tôi sẽ đi đầu các bạn nhé. Cái này vừa đẳng cấp vừa là hên xui các bạn ơi. Thứ 6 5 không tính tiền các bạn ơi. Chém 20. Chém 20 luôn. 5 thì vậy là vòng 5 nhá các bạn nhá. Không có điểm vòng này rồi. 5 thì không thể nhất vòng này rồi các bạn ạ. Giờ thì có phải 18, 19, 20. Giờ sẽ đến lượt tôi nhá. Đi từ đầu 1 trở lên. Ừ. Rồi, từ đầu 1 trở lên thì bây giờ ra ăn được. Vẫn phải là 20. 20 mới chắc nhất. Rồi. Các nhá. Bạn ơi, coi như là tôi không tính tiền rồi. Mình bằng anh. Bằng anh lắm nè, có cơ hội. 5 thì không có cơ hội rồi. Bây giờ bác mà ai thắng một trò đầu tiên là có cơ hội nhất. Cứ thắng một trò đầu tiên là còn 4 trò khác chỉ cần thắng một cái là có cơ hội. Tôi bây giờ sẽ số 18, 19, 7 như vậy. Vậy là thắng rồi này. Còn anh nữa sao mà. Còn anh thì cứ bắn chắc đã. Chắc cái gì? Thì dân kia được 14. Wow. Thì lăng 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 nhất là. Các bạn ơi, lăng này thì anh chưa bảo tôi cái lăng 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 lại nhất thì anh giái. Cái này thổi mạnh quá nó bị sao ấy. Không phải mạnh. Đây nó có rất nhiều vòng tròn này. Vòng sắt. Anh không sắp vào cái gỗ đâu. Nó bóng vào vòng sắt thì nó không hả. Thôi các bạn này. Hiếu nhất cái đẻ ơi. Vậy là vòng bắn phi tiêu Hiếu đã nhất một vòng nhá các bạn nhá. Thì bây giờ chúng tôi sẽ sang trò thứ hai, trò lật chai nước. Vòng đầu tiên Hiếu thắng thì vòng thứ hai Hiếu sẽ đi trước nhá. Ôi, người đi đầu các bạn ơi. Lật chai nước để cố gắng ba chai các bạn ơi. Em ơi, em ở thắng trò này lớn là hai vòng mà thắng là khó. Vì chúng tôi có 4 người chơi 5 vòng các bạn ơi, thằng nào thắng 2 vòng là khả năng nhất mạnh cao. Ui khó. Ui khó quá, quả chân này khó. Rồi không qua đây. Hai tôi rồi các bạn ơi. Vậy là Hiếu được đúng một chai nhá. Một chai coi như cụt rồi. Nhưng Hiếu an tâm, Hiếu nhất một vòng rồi. Em ơi, em chỉ cần nhất một vòng nữa này. Về xác suất là nó khá là ấy. Vì 5 vòng mà có 4 người chơi. Ôi kìa, chết rồi. Anh ngồi đây được bảo em vào một chai nữa thật. Đi lại được 1 chai. Hai chai. Không, hai chai cũng được đấy, chưa biết thế nào được. Tôi phải cố gắng là kiếm một vòng nhất mới được. Tôi rồi. Hai chai khó ai nhất. Hai chai nhất được hả? Ôi, hai chai không cơ hội rồi. Lật chai này úp nó được có cơ hội. Tốt. Tôi phải nào ba hay là được. Thế tôi cũng có khả năng đi vào trận phụ của bạn. Ba. Coi như chính thức anh ngọt với tôi không có cơ hội. Một là phàm ăn, hai là phụ với phàm. Ba dài khó. Thật thằng thì năm cũng đi thật. Tốt. Rồi, chính thức được cù rồi. Gôn nhất. Khả năng hiệp phụ rồi.
Hiệp Phụ chơi luôn em ơi. Ba chai. Hai chai là có cơ hội ăn. Rồi các bạn ơi, Hiệp Phụ một phòng ba chai để dựng một nhá. Là ba chai kìa. Rồi. À, các bạn ơi. Đó, cuối cùng thành thua các bạn ơi. Vậy là trò thứ hai, phòng đã là người chiến thắng nhá. Thì bây giờ chúng tôi sẽ sang trò thứ ba. Mỗi người sẽ có 5 tiêu nhá. Người nào mà thổi đổ nhiều sẽ là người chiến thắng. Thì vòng thứ hai phòng chiến thắng thì phòng sẽ thổi vòng thứ ba trước. Tốt. Rồi, vậy là Hiếu với phòng đã có một vòng thắng tôi với bác Ngọt chưa với phòng nào. Lấy cái kia nhét vào. Phòng đã tuổi 2 tiêu đủ 1 lon nhé các bạn nhá. 3 tiêu vẫn 1 lon. Tiêu thứ 4. Rồi, chưa đủ. Vậy là 5 tiêu của phòng chỉ đủ 1 lon thôi nhé các bạn nhá. Người tiếp theo là bác Ngọt. Bác Ngọt ơi, cháu với bác chưa thắng bằng đâu. Còn bác lại thích thì cháu với bác sẽ thắng. Không thắng để Hiếu thắng là tôi coi như là phải chơi với đây. 1, 2, 3. Lăng nhạc với em 1 lon. Lăng nhạc 1 lon thì lại thắng nữa nhỉ. Trò tôi với bác Ngọt chưa thắng trò nào nhá. Trò thứ tư các bạn ơi, vòng tròn kia đấy, mỗi lượt 5 lượt lém, người nào lém vào nhiều sẽ thắng. Rồi, tôi nhất vòng kia tôi, vòng này tôi lại đi đầu nhá các bạn nhá. 1
Ui, yeah. Rồi, cái gắn này không vào chết tôi. 2-1 nha các bạn nha. Ném cái kia, như cái kia không được ném không? Ném cái kia làm được. Đúng, đúng, đúng. Mới này 5 lần. 3, 2. Ném phải 5 cái. 5 cái khác nhau. Cái kia ném rồi thôi, ừ. Rồi, 5 cái. Ồ, nhớ rồi. 4-3. 4-3 thì khả năng Hiếu vấn nhất rồi các bạn ạ. Nhà, nhà. 4. 5-4 các bạn ơi. 5-4 nha các bạn nhá. Trời ơi. Rồi, các bạn ơi. 5-4 thì làm sao mà 5-5 được. Các bạn 5-5 thì chịu. Ly đây gần quá. Giờ đến lượt tôi nhá. 1. Các bạn ơi, hy vọng 5-5 thì cần có cơ hội. Khó. Cái này phải 5-5. Họ ăn rãi rồi. 5-4 thì vẫn có dưa thì nó vào đấy. Ba là trăm không mà phụ trai kia là bé là xịt rồi. Dịch rồi, loại có đối thủ các bạn đây. Các bạn lém thử nốt ra đi. Nốt đi. Các bạn ơi. 5-3. Tôi 5-3 thôi. Bác Ngoại là muốn chưa ra hiếu nhất thì phải vào 5 hoặc vào 4 để kéo vào hiệu phụ. Vào 5 để 100% có. Cái đầu là gì? Chết! Các bạn ơi! Trả lời mình nghe không nào? Rồi! Từ từ tí! Tốt! Rồi vào rồi! Chuyên gia thì chị bổ khó! 3 và 2 nhé các bạn nhé! Rồi, chính thức lại đối thủ 2, đối thủ 3 các bạn ơi! Không có cơ hội rồi các bạn ơi. Gì? Rồi các bạn ơi. 2 vào 1. Tốt. 3 vào 2. Cái này thì nó nặng quá. Vào 2 cái này thì vào hiệp phụ. Nếu mà không vào 2 cái này thì Hiếu ăn luôn. Tốt. Rồi rồi, cố lớn đi kìa. Lốt cái kia. Rồi các bạn ơi. Vậy là vào hiệp phụ nhá các bạn nhá. Hiệp phụ sẽ ném 3 cái dưới này nhá các bạn nhá. 3 cái đầu. Ném 3 cái dưới ở đây. Anh chỉ rồi. Rồi các bạn ơi, một trượt. Rất thì một trượt này. Gần đến này trượt thì không ăn cơ hội đâu. Rồi. Hiếu thế nào nhất thì trượt rồi. Ui, trời, các bạn ơi, hiệp phụ 3 cái không vào cái nào thì... Chưa, em ơi, bình tĩnh này, để em bình tĩnh lại. Cái to ai kìa, cái to ai không súng. Rồi, các bạn ơi, rồi. Vậy thế quá là hôm nay qua chưa chơi trò thứ 5 thì Hiếu đã thắng 3 trò rồi các bạn ơi. Tôi với bác Ngọt chơi qua 4 trò không thắng trò nào các bạn ơi. Đấy các bạn xem ai gánh ai, xem ai có năng lực ở đây. Con đồ ra ăn nhanh đây. Em ơi, 10 tập cơ mà 10 tập mới biết ai giỏi các bạn ạ. Thì bây giờ chúng tôi sẽ vào bàn ăn nhá các bạn nhá. Đấy Hiếu ơi, tự làm đi em ơi. Tự làm tự ăn à? Bọn anh cầm mồm hết đúng không? Ừ. Các bạn ơi, lấy em gói mì tôm nữa đi. À, 2 gói rồi à? Tốt. Em không ăn được trứng. Các bạn, tôi không ăn được trứng các bạn ơi, kiêng mất 1 tuần. Nên là không ăn được, chỉ ăn mì tôm thôi. Ta phải ngon không? Không. Thế thì ăn gì? Thì bò, thì gà, những đồ tanh, những đồ ở đây tanh trứng nữa không ăn được. Bò ăn môi thơm rồi. Môi thơm ăn sao được, để đồng bằng mới ăn được 1 tháng. Thế thì tháng không ăn gì? Thế thì ăn gì? Thôi đây, ăn mì tôm mà làm 1 rưỡi thôi. Ê, nói đi, không tí đổ nước vào cái là ngập mồm hết đấy. Ăn sáng ăn mì tôm trứng mà lộn lại không ăn trứng lộn rồi. Đây, mình... thế tất ba người mình chia thế nào? Mỗi người một quả, camera men một quả. Tốt. Thế là đúng còn gì nữa? Đi đời đi xăm môi. Đi khử thâm. Đi khử thâm. Xăm môi. Thâm như đáy chó này. Thâm đeo là hôm sau nó chả thâm lại. Em ơi, thì em... nó chưa có vợ, nó có quyền em ơi. Rồi các bạn ơi. Mấy đại ca nói chán chưa? Xong rồi. Em xong chưa? Không, mấy tập đầu tiên em ạ, thật. Nói xong chưa? Tập đầu tiên là không cần biết các bạn ơi, ăn may cũng là một năng lực như anh ạ. Không cần tập. Ngậm mồm được chưa? Rồi đổ nước đi, ngậm mồm.
Thôi đổ nước ngậm mồm các bạn. Chán thật các bạn ơi, buồn. Tưởng thế nào mà ra là đất lung đúng không? Ngọn cỏ ven đường luôn các bạn ơi. Yêu thắng là trò. À thắng tập đầu tiên. Ừ, các bạn ơi, thắng là cứ phải nói đã đúng không? Là giao thua mình đừng có quyền mà nói. Em đúng ơi, các bạn. Đợi ấy vào. Đợi các bạn ơi, tôi đợi vào. Đợi vào bên 9 được. 9 nha các bạn nhé. Ủa các bạn này, tôi bắt đầu 1-2-3 ngậm mồm nhá. Thôi làm trò diễn siếc khỉ các kiểu ấy, siếc chó đấy. Siếc chó đấy. Mồm. Đứng mà cười nhe răng à. Cậu thế các bạn ơi, anh ngọt biết cười trừ các bạn ạ. Siếc khỉ đấy, đấm lưng đấy. Vòng siếc khỉ đấy. Nhảy sexy đấy, đa sơ đấy các kiểu đấy. Chán quá các bạn này. Đây vừa hai con người nhảy múa cho xem thôi này, có người đấm lưng như thế này. Thôi không phải đấm đầu anh em, đấm lưng được rồi. Sướng thật các bạn này, ăn khác gì mua chúa ngày xưa đâu. Người tổng quân massage này. Đấy là nói à. Chán thật các bạn này, tôi nghĩ tôi buồn quá đi. Ủa các bạn này, mì tôm đã chín rồi nha các bạn nhé. À, chưa chín lắm các bạn, nước nguội sao ơi. Nước nguội thế. Nước ngắt nữa. Thôi để tí nữa vậy các bạn này. À. Nó ngồi quá. Ngọc vào đây này, đợi thêm một tí nữa rồi các bạn này. Ai ai, nếu mà nước nóng xịn thì không còn phải úp thế đâu, nó cũng chín lên cô rồi. Không có quyền nói nhục thật. Nằm êm. Tôi đã thâm lại. Đây là giấy chó sau khi được đi xăm nạ lại nhá. Giờ đấy nó cũng không thông rồi. Ô, các bạn ơi, chúng nó mồm này. Đi vào đây. Đi vào đây. Ai cho nói, đi vào đây. Tôi phải nhét cái này vào mồm. Ngậm, ngậm lại ạ. Ngậm vào. Không cam lòng đâu. Ngậm vào. Ô thằng anh, ngậm vào. Mà này hư thật các bạn ơi. Tôi bây giờ thế này các bạn ơi, cho mỗi thằng ngậm một quả trứng. Không bóc, ngậm vào đi, lấy răng cắn vào. Đấy, này ngậm vào đi. Hai này nó thật sự các bạn như nói thật để mà nói ra không gọi là không có lão các bạn ơi. Bảo ngậm mồm nhưng mà không có ý thức, không có ý thức gì. Không có lão các bạn ơi. Ôi chắc chín rồi các bạn ơi. Rồi mời các bạn ăn mì nha các bạn nha. Mì tôm trứng này không ăn được trứng cày thế các bạn ơi. Ăn mì tôm không ngon. Tôi sáng ra ăn mì tôm này được các bạn này, giảm cân thì không chết. Được, ăn được. Sao mì tôm không vậy các bạn? Chắc mì tôm không này thì chắc khả năng là anh ngồi đây không ăn đâu các bạn này. À ba. Rồi tôi trở lại. Tôi vứt vỏ này các bạn. Thôi cứ đợi đấy. Giờ tôi sẽ gọi là ai có nhu cầu tốt, phục vụ tốt, tôi sẽ cho ăn. Tôi sẽ bồi bổ. Đấy các bạn này, thấy chưa? Đấy, có đủ ra trần đấy, thấy chưa? Các bạn này, được cái ý thức gọi là phục vụ tốt nhá. Nè, đừng thỏ. À, thằng này từ từ ngồi ngoan, để im đấy, để im xuống dưới đấy. Nè, còn ý. Ngon thế. Thằng này nó đùa chứ em ơi. Phải có ý thức lên. Em ơi. Các bạn ơi, thằng này làm gì có ý thức gì xong nó nhục thế nhỉ? Các bạn ơi, thằng này nó quá nhục luôn các bạn ơi. Làm êm. Là cho ăn với tôi mới. Ui, bọn này như kiểu bữa chết đói, tôi có bao giờ bố mẹ nó có để cho đói đâu mà như chết đói thế. Nào, cái bọn này hư thật các bạn ơi. Không cần. Tôi tự ăn rồi để bọn này phục vụ. Để bỏ tay ra, siết khỉ đi cho ăn. Siết khỉ đi rồi, tốt, siết khỉ tốt. À. Ui sao thằng này đổ đắm nước đây này, rốt thế. À, siết khỉ này. Côn không ăn. Dạ. Có con lắm. Thôi toàn phòng ăn hết. Bữa này chán nhỉ. Phòng ăn hết các bạn ơi.
ngoài tốt thật. Nhục thật các bạn ơi. Cô anh cô thì niêm khiết rồi các bạn ạ, không như ngọt với phòng. Hai thằng này cái tính niêm khiết là chó cắn hết rồi các bạn ơi. đừng dây vào trứng đây nữa. Vứt vào đây. Chúng nó chắc phục vụ xong này rồi, chắc chúng nó chắc chửi tôi luôn các bạn. Đặt vào trận đây. Nhục thế nhỉ. Ăn không biết xỉ nhục thì thôi, đừng cố mà ăn. Nào, làm miếng mì. Bỏ tay ra, không cần. Không cần. Đây, tôi đu cho ăn đàng hoàng luôn các bạn ơi. Con cưng. Con cưng nhá. Con cưng của tôi nên tôi phải đu cho ăn các bạn này. Con cưng nhá, à tí nước nữa, phải tí nước nữa các bạn này. Không nó khô, con cưng đấy. Con cưng của tôi đấy. Khổ thật các bạn này. Ngon không? Thằng này tính không, nó gọi là thằng này ăn sang, đã nghèo không có tiền phải ăn sang. Bố kể. Này anh ngồi đây. Rồi sẽ đút cho con cưng luôn. Đấy. Không cần. Anh con nếu mà lại anh con đừng nói anh con sẽ tự với hai ông này. Không biết cái gì. Một đứa thì lớn, ba con rồi. Một đứa thì hai con. Chán các bạn này. Giờ bốn con thì niêm khuyết. Hiểu chưa? Còn đứa hai con thì không biết nhục các bạn ơi. Chán thật. Tội quá các bạn. Thôi anh cô này cho anh nói đi. Anh phát biểu ý kiến gì về hai ông này đi. Mỗi mình anh cô được nói thôi. Các bạn ơi, tôi cho anh cô được nói đâu. Nói gì đi anh. Không thèm nói luôn. Hàng nào đó ăn mình cũng không đúng không? Chán quá. Hậu cái trứng xong muối khỉ đi. Giờ đem muối khỉ đâu các bạn ơi. Đớp xong rồi. Này. Mình cũng không ngon cái không ngăn ngay. Bảo muối khỉ ấy, bây giờ làm bây giờ. Bữa nay sang cái trộm về cho mình cũng để cho ăn, bữa này cũng nạm các bạn ơi. Sao mình ăn mình nhục thế nhỉ? Các bạn này kiểu nói thì không chịu được các bạn này, nhưng mà phải đớp thôi các bạn này. Nói cái gì chán thật. Cho nói em ngậm quả ngậm quả ức chế lắm mà tôi nói là ức chế không biết nhục thì thôi còn sửa mồm ra làm cái gì. Bỏ tay ra. Bà cho ăn nhanh đi không để bà này nhục quá. Khổ tội, khổ thân. Các bạn ơi, tập đầu tiên nhất thì mình có quyền mình nói các bạn ơi. Từ đến tập sau mình chưa biết thế nào được nên mình cứ phải nói cho nó khét này nẹt luôn các bạn. Không để mình sau mình một chút thì nó nói không ra cái gì luôn. Nên mình cứ phải gáy khét á. Rồi anh coi nè. Nói đi, nói với anh. Các bạn ơi, cuối cùng được mở mồm các bạn ơi. Vậy là Hiếu đã ăn xong nhá các bạn nhá. Không người thấy ba người ở đây là tôi đầu tiên đây để cho Hiếu tặng tôi lấy dao tôi cắt cổ tôi. Anh ơi, anh có ngoặt không em là tranh giành từng cái một đấy. Phi Tiêu cũng đây tranh giành điểm đấy. Các bạn ơi, ra trước nhất rồi đây cũng tí hai đều đấy. Không phải là đầu năm điểm cũng để tranh thứ nhất. Hiếu nói cái gì? Mình tạm mình không được điểm hơn. Tăng ca được điểm hơn. Ít ra là sáu tí nhất hai vòng đấy. Các bạn ơi,
hai ngày này không nhất vòng nào làm thiếu tí năng lực nào. Đây cái vòng thứ tư đấy tôi hòa yếu nghiệp phụ của tôi run tay thôi. Không có tí năng lực nào các bạn ạ. Hai ông này quá là tập đầu tiên là để cho đi ngồi đó tập video đều nhất nhỉ. Tình gì mà anh năng lực kém mày chấp nhận đi. Rồi các bạn chấp nhận đi. Rồi tập đầu tiên này cho bạn hiếu lớn nhất để cho nó có động lực các bạn. Đừng có nói là cho ở đây. Sau là em biết trước đây em ạ. Rồi các bạn ơi. Vậy là clip của chúng tôi đã xong nhé các bạn nha. Các bạn mà thấy clip hay thì các bạn hãy chia sẻ clip cho mọi người khác cùng xem nhé. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn xem video. Bye bye.